Chào mọi người nhé. Hôm nay hiện tại em đang ở nhà máy ở kho của nhà máy Longi. Thì hiện tại ở đây em xin giới thiệu cho mọi người tấm pin năng lượng mặt trời Longi hai mặt kính siêu phẩm. Hàng này là hàng xuất đi các thị trường Mỹ và châu Âu, hiệu suất cao hơn 10 đến 15% so với tấm pin thường nha anh em. Thì châu Âu, xuất đi châu Âu thì phải đảm bảo cái tiêu chuẩn rất là cao. Ở đó thì thích hợp hay có những cái mùa lạnh, thì vậy nên là tấm pin tiêu chuẩn sẽ cao hơn để đạt cái hiệu suất cao hơn tấm pin thường trên thị trường tại Việt Nam, hiện tại ở Việt Nam nha anh em. Thì hiện tại đây là tấm pin Longi hai mặt kính, em bóc ra cho mọi người xem nhé. Thì giá bán lẻ của tấm pin này là 2.981.000 một tấm. Anh em lấy theo 3 led thì giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều, loại canh hơn 6 đồng một watt. Tấm pin bảo hành hiệu suất 30 năm còn đạt 84% nha anh em. Bảo hành vật lý 12 năm. Tổng số em về là 2 container, tức là hơn 43 led, loanh quanh khoảng 1.035 tấm nha mọi người. Đó, anh em lấy theo 3 led á thì giá sẽ rẻ hơn, vừa làm thi công cấp công trình dự án. Đó, loanh quanh hơn 6 đồng một watt. Đó, vậy nên em cố gắng để lấy hết, để có bao nhiêu em sẽ kéo hết về kho của mình nha anh em. Em quay này, tấm pin là nó sẽ hai mặt kính, mặt kính sau có thể hấp thụ lại lượng nhiệt dư ở dưới, nó hấp thụ lại và để cho ra hiệu suất sẽ cao hơn bình thường nhé. Đây là mặt sau nha anh em, không phải là mặt trước đâu. Đó, hai mặt kính rất là tốt trong tầm giá luôn. Đó, chúng ta có thể mua về chạy setup với combo look power này, tire này, chạy hai vít bám tải lưu trữ hệ độc lập. Đó, chúng ta có thể đều chạy được hết nhé. Cho thêm cho anh em xem một cái số thông tin nhé. Thì như hiện tại đây là cái packing list ở ngoài để cho chúng ta biết cái số seri trên từng từng tấm pin ở trong một cái pallet. Thì cái trên cái packing list này nó thể hiện cái chỗ em khoanh đỏ ấy, có cái dòng chữ là RLA đấy nha mọi người. RLA là tấm pin là cell loại A, hàng xuất Mỹ. Đó, còn những cái loại mà RLB á, nó là các cell loại B nha anh em. Đó, còn những cái loại mà RLT á là những cái mã đó là mã tấm pin là để test nha mọi người. Đó, cái tấm pin hiện tại em lấy về là hàng loại A xuất Mỹ nha mọi người. Đó, vậy nên anh em yên tâm để mà xuống tiền mà mua cái dòng mặt hàng này, chất lượng rất là tốt và hiệu suất cực kỳ cao, đạt còn 84% trong vòng 30 năm bảo hành, hiệu suất còn 84% nha anh em. Đó, thì cái đây là một cái tấm pin rất là đáng trong tầm giá rất tốt để chúng ta có thể đầu tư vào ngay lúc này và thời điểm này, chạy cùng các hệ hai lưu trữ hòa lưới bám tải các độc lập các thứ nha mọi người. Ok, xin chào tất cả mọi người.